Hello everybody, xin chào mọi người, chào mừng tất cả mọi người đến phần bài học tiếp theo của khóa học đọc bản vẽ nhanh và chính xác của tôi do Lương Chuyên Lơ hướng dẫn. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn anh em đọc cái phần bản vẽ về mặt bằng kết cấu dầm móng. Ok, thì chúng ta có một mặt bằng kết cấu dầm móng này, thì trong mặt bằng kết cấu dầm móng này chúng ta để ý đến các cái thông tin gì? Thì chú ý đến cho tôi đó là vẫn giống như phần mặt bằng kết cấu đài đúng không? Thì vẫn chú ý cho tôi là có bao nhiêu loại dầm móng ở trong này. Đó, thì mọi người lưu ý là cứ cái dầm nào mà có cái chiều dài nó khác nhau thì nó được đánh cái số thứ tự là khác nhau, được chưa? Đấy, dầm D2 này, đấy thì nó từ đây đến đây, được chưa? Thì đây người ta đã phân ra dầm D2A. Tại sao? Tại vì nó có cái chiều rộng khác nhau, mọi người nhớ nhá. Tuy nó cùng trên một tuyến nhưng mà chiều rộng khác nhau thì người ta đã phân ra D2 và D2A, được chưa? Đấy, còn đây là D1 này, từ đây đến đây. Đấy, D2 này. Mọi người nhớ này, khác nhau về tiết diện, khác nhau về chiều dài thì chúng ta sẽ đánh là cái tên nó khác nhau, được chưa? Thì chúng ta có thể xem nhanh cái bảng thống kê ở đây thì nó có tất cả là 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 cái dầm, được chưa? Và chúng ta chú ý nữa cho tôi cái thông tin là kích thước tiết diện các cái dầm móng này là từ bao nhiêu đến bao nhiêu. Thì chúng ta có thể xem bảng thống kê họ liệt kê ở đây. 400 x 900. Đấy, và 600 x 600. Đấy, thì nó chỉ có hai loại tiết diện, đó là 400 x 900 và 600 nhân 600 thôi, được chưa? Đấy, chúng ta xem ra số lượng ở đây, được chưa? Đấy, thì mọi người để ý cho tôi cái thông tin thứ nhất có bao nhiêu loại dầm móng, thông tin thứ hai kích thước các loại dầm móng phổ thông nhất ở trong này thì chỉ có hai loại 400 nhân 900 và 600 nhân 600. Cái thứ ba nữa là dầm móng này làm mác bao nhiêu, mà mác 300 B22.5 đúng không? Đấy, cốt thép cấp độ bền như thế nào, được chưa? Ok. Rồi, ok, tiếp theo nữa chúng ta đi xem cái bản vẽ về thép của cái dầm móng này, thì thép của cái dầm móng này nó được bố trí như nào và dầm móng này nó có chiều cao với cao độ từ đâu đến đâu. Thì mọi người nhìn này, cái mặt trên của dầm móng ấy thì nó sẽ bằng mặt trên của đài. Tại sao chúng ta biết được cái điều đấy? Mọi người nhìn đây nhá, âm 1,2 là mặt trên của dầm móng này. Đấy, còn đài đây, chúng ta sẽ nhìn thấy đài đây. Đài của chúng ta đây là âm 1,2 đúng không? Đấy, thì mặt trên của dầm móng thì bằng mặt trên của đài móng, được chưa? Ok. Đấy, thì mọi người sẽ biết ngay được cái thông số đấy. Và tiếp theo nữa chúng ta xem cái đài móng này nó có kích cỡ như nào, là 400 x 900 thì đấy, chiều cao là 900 và chiều ngang là 400 và có cái loại là 600 x 600 đây. Đấy, 600 600 này móng này bé hơn đúng không? Tiếp theo chúng ta xem bố trí thép. Cái thép chịu lực chính của nó là phi 22. Đấy, ở nó bố trí là 4 cây phi 22 ở bên trên và 4 cây phi 22 ở bên dưới. Và ở giữa này nó có thêm cái lớp thép là chống phình nữa. Tại vì mọi người nhìn thấy này, theo quy định ấy, nếu mà chiều cao của dầm mà lớn hơn hoặc bằng 700, lớn hơn hoặc bằng 700 nhá. Đây là 900, lớn hơn hoặc bằng lớn hơn 700 rồi đúng không? Thì nó phải bố trí cái thép đai này, thép dọc này. Ở đây gọi là thép cấu tạo, được chưa? Thì nó phải bố trí hai cái lớp thép cấu tạo ở bên hông này để nó chống phình. Tại vì chiều cao quá như này thì khi mà chịu lực nó sẽ bị phình ra đúng không? Thì phải có cái lớp thép cấu tạo ở hai bên này. Và nó là 4 cây phi 14, được chưa? Đấy, nó chia đều ra, nó bố trí là 4 cây phi 14. Thế thực rất này chỉ cần là 2 cây thôi nhưng mà thằng này nó làm an toàn, nó chơi 4 cây. Ok. Đấy, thì bên này là tương tự. Và mọi người để ý cho tôi nữa là thép dọc rồi, thép trên này này gọi là thép trên này và dưới này gọi là thép dọc chịu lực, được chưa? Còn cái bên này gọi là thép cấu tạo, 4 cây phi 14 gọi là thép cấu tạo. Còn tiếp theo là thép đai là phi bao nhiêu? Phi 10 à 150, tức là các cái đai này là hình vuông mà cứ cách nhau là khoảng cách là 150, được chưa? Ok. Đó, ok. Mọi người lưu ý cho tôi, như ở đây thì nó không thể hiện nhưng mà phải lưu ý cho tôi, đó là bây giờ chúng ta xem là cây số 1 này là 4 phi 22 này thì nó có hình dáng và cấu tạo như thế nào, thì chúng ta phải nhìn ở cái bảng thống kê này. Đấy, thanh số 1 này đấy, nó 8 cây thì nó có hình dáng nó bẻ ngoắp xuống dưới như này, nó hình vuông như này đúng không? Cây số 2 là cái gì? Cây số 2 là cái thanh này đúng không? Nó hình dáng như nào, nó có bẻ móc không hay nó đi thẳng? Đấy, nó đi thẳng như thế này, được chưa? Đấy, thì mọi người phải để ý cho tôi cái hình dạng của thanh thép để chúng ta ta không bị bóc sót khối lượng, được chưa? Rồi tiếp theo nữa, cái thép đây là thép đai rồi, nó còn có một thêm lớp nữa gọi là đai cấu tạo đây, thì nó là phi 10A300, tức là theo cái phương của dọc theo phương dầm ấy thì cái đai hình chữ móc này thì nó cứ cách nhau là 300, được chưa? Đó, cách nhau 300 thì nó bố trí một cái đai như vậy. Đấy, đây, thanh số 4 đây này. Ok. Rồi, thanh số cái dầm mà có kích thước 600 600 dầm bẹt thì bên trên nó bố trí là phi 25, 6 phi 25, bên dưới 6 phi 25. Đó, rất là kinh khủng đúng không? Đấy, thép dọc chịu lực là 2 phi 14. Đấy. Và mọi người lưu ý cho tôi là cái đai thì nó yêu cầu của cái đai là nó không được quá 4 cây. Đấy, không được quá 4 cây. Nếu mà như thằng này nó đang bố trí đến tận là 6 cây thì nó phải có hai đai lồng nhau. Thế đây là cái đai thứ nhất này. Đây thằng này nó đang vẽ sai đấy. Đây nhá. Đây nó lại chơi kiểu đai này. Đây, thanh số 4 và thanh số 5, mọi người xem lưu ý thanh số 4 và thanh số 5.
Thanh số 4 và thanh số 5. Ồ, ông này không thống kê à? Dầm D2A. Dầm D2A. Ở đây nó không thống kê cái dầm này thì nó lại bay đi đâu rồi. Đấy thì mọi người nhớ nhá, thống kê ấy, thì chúng ta phải thống kê cùng một chỗ thôi, chứ đi tìm này rất là khó khăn và mệt mỏi. À, ông này cũng không thấy ở đây, được chưa? Thì không biết là ông này có thiếu hay không. Thì thường ấy là chúng ta vẽ dầm đây, chi tiết dầm đây thì chúng ta phải có bảng thống kê dầm đây, nhưng mà đây tôi không thấy là dầm D2A ở đâu, đúng không? Không có. Đấy. Mọi người nhớ này, đây nhá, nó có khi mà nó quá 4 cây thì nó phải có hai đai lồng nhau nha. Đấy mọi người nhìn thấy, đây là một đai to huỳnh bên ngoài và đây là một cái đai bên trong nữa, được chưa? Đấy thì đây là đai số 4 là đai số 5, đều là phi 10 hết, đều khoảng cách là A300. Nhưng mà nó phải lồng nhau này, được chưa? Tại vì chúng ta đấy có tận là 6 thanh đúng không? Thì chúng ta không thể có một cái đai to huỳnh này được, mà chúng ta phải có các cái đai lồng nhau. Đấy thì nó mới đủ điều kiện để chịu lực được. Ok. Rồi. Đó, thì khi mà mọi người bóc khối lượng ấy thì mọi người hay để ý đến cái ngoài cái thông tin về cốt thép rồi, thì chúng ta ghi nhanh vào sổ đây thông tin là đó là thép chịu lực chính của dầm là phi 22 và phi 25. Đấy, ở đây là phi 25, còn đây là phi 22 đúng không? Đấy, còn cái thép cấu tạo là phi 14 và thép đai là phi 10. Đó, được chưa? Thì cốt đối với dầm móng ấy thì cốt thép đai tối thiểu phải là từ phi 8 trở lên, được chưa? Đừng có ai là bố trí phi 6 ở đây nhá. Ok. Rồi, tiếp theo nữa đó là cái thông tin về chiều dài dầm. Nếu mà mọi người làm thống kê về bóc về khối lượng về bê tông ấy, thì chúng ta phải để ý cái chiều dài dầm này. Đấy, chiều dài dầm này. Đấy, thì chúng ta lấy tiết diện là chiều cao này nhân với chiều rộng dầm, sau đó nhân với chiều dài dầm là ra ngay, đúng không? Nên ấy, nếu mà mọi người đọc bản vẽ mà thấy ông thiết kế mà ông không thống kê cho chúng ta ở đây luôn ấy, thì chúng ta bắt ông phải làm, chứ không phải là chúng ta phải đi ngồi chúng ta đo từ đây sang đây đâu, rất mất thời gian đúng không? Tại vì lúc ấy chúng ta cầm bản vẽ giấy thì làm sao mà chúng ta có thể đi đo được, đúng không? Nên cái ông mà trình bày bản vẽ phải ghi đầy đủ thông tin, làm sao để thuận tiện nhất, tiện lợi nhất, đầy đủ thông tin nhất để cho những người mà họ bóc bản vẽ họ sẽ có được thông tin đó, được chưa? Ok. Chứ không phải người bóc bản vẽ lại đi ngồi lấy thước đo xong hoặc là đi lấy các cái số cộng mà rất là mất thời gian, đúng không? Kể cả những cái người mà họ đi đi làm thi công nữa, nó phải có đầy đủ thông tin cho người ta luôn. Rồi tiếp theo mọi người chú ý cho tôi cái thông tin đó là cái dầm này thì mác bê tông bao nhiêu, cốt thép dùng như thế nào, được chưa? Đó, thì đều chung hết rồi. Đó, tôi đã bảo rồi, tất cả các loại kết cấu thì bao giờ người ta dùng chung một loại mác, thì chúng ta chỉ cần để ý một cái kết cấu thôi, còn các kết cấu khác thì chúng ta làm tương tự. Ok. Đó thì đấy là xong cái phần về mặt bằng kết cấu dầm móng nhá. Đó. Ok, xin chào và hẹn gặp lại ba anh em.